Ô, cô bé. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình là Sơn Thạch Nguyễn. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Danny. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Mai Châu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì ngày hôm nay là anh em mình tiếp tục quay trở lại bản làng Tu Vi Ly nha các bạn. Thì hôm nay là cũng lên là cũng là muốn xem, cũng muốn hỏi ý kiến của bác trưởng thôn cũng như các cụ già người đã sinh sống lâu năm ở tại bản làng Tu Vi Ly. Cùng toàn thể người dân đây là mình có cùng các mạnh thường quân là cũng là muốn là giúp đỡ bản làng này một chiếc giếng nước sạch nha các bạn. Đấy cho nên là hôm nay mình lại lên hỏi để xem cái địa hình, cái vị trí nào để mà khoán được nước đấy các bạn. Thì địa hình ở đấy thì bây giờ là cũng theo như mình nhìn hiện tại đấy thì cũng tương đối khó khăn. Đấy vì là ở giữa cái đồi núi đấy các bạn, nếu mà khoán xuống thì chắc chắn là không thoát được đá đấy các bạn. Thì bây giờ là sẽ lên hỏi cái ý kiến cũng như những người già ở bản ấy là sinh sống ở đấy là lâu năm rồi, thì hỏi xem ở đấy là ở đấy mọi người dân có đào được cái giếng nước đào bằng tay không các bạn. Đấy đào bằng tay và sâu độ sâu bao nhiêu và có nước sạch hay không. Đấy thì phải hỏi trước để mình về là nói chuyện về anh Tuấn và anh Giang đấy các bạn, là cũng vì cái đường vào đấy là cũng xa và là đường rất là khó đi, cho nên là hôm nay là mình cũng đi lên để xem cái đường, cái đồ đường khó như thế nào và cũng là để chém đoàn nào xấu đấy thì phải nhờ người dân là đi lắp lại với xe khoan giếng của anh Tuấn đấy thì rất là nặng vì có cả mấy khối nước đấy đó các bạn, hai khối nước và cái máy nổ kia cũng rất là nặng cho nên đường phải băng thì mới vào được, đúng đúng anh Thanh? Rồi bởi vì cái xe mà như trái đăng lô thì mình nói chứ còn bởi vì cái ở đấy là cái hình cái địa hình này á, là cái bản ấy là theo anh nhìn như hôm trước á mà anh lên mà bừa tá phạt quần áo ấy là đúng là ở đấy là cái bản này ở đúng hình kiểu chụp nón xung quanh á, là đá và cái chụp nón trên đấy thì hôm trước anh cũng đi thì khảo sát một vòng thì cũng nhìn thì cũng tương đối là cũng cái này dư mình phải nói cho cùng là khoảng 50-50 đấy đúng rồi đó, mà dư quan trọng là dư để mình cũng về hỏi anh Tuấn hoặc anh Giang là cũng biết xe cũng vào được cái khung chứ, bởi vì trên xe là cũng một cái máy hai khối nước, hơn hai khối nước đấy. Với một cái máy mới khoán nữa, nó trên đó cũng nhiều đá nữa, đá nhiều chứ mà không đâu, cho nên là cái này đây cùng mình dư mà anh em mình vào cũng tham khảo về các bác ở đây. À, những người lớn tuổi đấy mình tham khảo nói chuyện với họ sống lâu năm ở đấy rồi sau mình lấy tối về mình lấy tham khảo với anh Giang với anh Tuấn rồi. Thì hôm nay sẽ lên là cái chương trình nó như thế nha các bạn, bây giờ sẽ đi vào trong, người dân là tập trung rất là đông rồi. Dạ vâng. Vâng đấy, người dân tập trung rất là đông rồi cho nên là bây giờ là muốn lên là hỏi cái ý kiến và xem những cái người già ở đây là những người sinh sống và lâu năm ở tại bản đấy các bạn, là họ biết được, có biết được cái ở chỗ nào đấy là phù hợp để mà khoán được giếng hay không và cái chỗ nào có đá có nhiều đấy. Thì ở đấy thì mình cũng chưa đi hết ở bản đấy các bạn, thì mình cũng muốn hỏi là ở đấy có đào được giếng đào đấy các bạn. Đấy nếu mà chỗ nào đào được giếng đào ấy thì sẽ là rất là sẽ là dễ hơn, nếu mà không đào được giếng đào thì cũng rất là phức tạp cho đến khi mà để mà khoán được giếng đấy các bạn. Chúng là bây giờ là ở cái địa hình này thì cũng tầm khoảng 50-50, nếu không được thì mình sẽ tính cái cách khác có về thuế máy to vào các bạn, máy đập hơi đấy. À, người dân kìa, ui giời, đông thật đi. Ngày nào cũng như ngày nào cũng thấy mình lên là rất là đông nha các bạn, ui giời. Đây quá la đi, bấm đi à. Quá la đi. Ui giời. Ô, có vẻ.
Bà đi con bây giờ một chiều con có chúng ta đấy ở người dân đi qua bên kia các bạn rất đông 33 sĩ quan rồi ba mươi ba ui giời ba mươi quá đông luôn các bạn ui giời đây là nguyên tắc nhá rất là sâu nguyên tắc đã xin phạt đã xin mấy ông đấy ngày nào những cùng những ngày nào đó các bạn ngày khi mình đến đây là người dân chân tập trung rất đông ở đấy đấy qua đây ngồi nói chuyện cho dễ hơn vì đừng nói chuyện lâu hơn. Các cụ già đừng sẽ mỏi đấy các bạn. Đấy, bên này là có đá chỗ người người dân cho ngày họp ấy. Ui giời. Quá đông luôn. Đây đây. Dân dân sổ đấy đúng. Nghe chứ được ạ. Vào đây không nói các bạn. Đấy. Hết sức đấy. Cảm ơn. Đây là chỗ người dẫn cho ngày họp rồi đấy nha các bạn. Dạ. Đây người dẫn là ngày họp rồi đấy. Còn đá rồi. Đây trụ sở để họp đấy. Đây còn đá đây. Ok các bạn thì hồi này như là quá đông, số lượng người dân cũng ở bản Tu Vi Ly ở đấy rất là đông. Cho nên là bây giờ là mới trật tự được để mà diễn ra cái cuộc nói chuyện giữa bác trưởng thôn cùng các cụ già và tất cả những người dân ở đây. Là hôm nay là mình cũng muốn là nói về bác trưởng thôn là sẽ là sắp tới sẽ khoan giếng nước sạch gửi tặng người dân bản Tu Vi Ly đấy các bạn. Dạ xong rồi, có bố vụ, ô là bố vụ. Ô dư eo vê ký, bà ra kê đục cô vẹt xa. Ê chi para próxima semana voy a traer una sonda do aquí va a aparecer aquí Dubai do tu vili ya hoy no voy a decir que no voy a tener sonda está bien ¿eh? Está bien obrigado alega sí ahí tú ngồi lăn nói tăng cái gì là bắt đầu bây giờ là bắt đầu rồn ra rồi các bạn ya các bạn rồi ya ok hoy yo quiero ver aquí para que lo pregunta Esse do terreno aqui, aonde não fica difícil. Tipo, do baixo não muito. Ah, não tem muito pedra, não é? Então, hoje eu venho aqui para quero perguntar o mais velho aqui, do sopa também. Tá bem. Do aqui, tá ficando muito tempo aqui, tu sabe aqui. Aonde pode cavar mais do quê? Do aquele quê? Aquela terra que não tem pedra. É, sim, sim. Já, o Eia Ronaldo está lá para nós, para tentar dar ele para o rei lá. Ô, sonda. Dạ các bạn xem anh nào, bây giờ anh em mình sẽ đi lên. Yeah. Mình cùng bạn trưởng thôn sẽ đi lên ở chỗ các cụ ngồi nha các bạn. Yeah. Cao mà sôi nhá. Cao đấy, rõ rất là rõ rất to. Đấy bên lên đây là ngồi ở trên này thôi. Đấy. Dạ. Số ba sĩ trên này xong. Tạ bể. Ở trên này xong kìa. Tạ bể. Tao nè. Ở cụ mà xong. À nó tính mai ông bé đó. Cái bài bây giờ. Đấy ghế không ngồi lên người. Dạ dạ. Tạ là chị làm đó. Đấy, chờ hòn đá để ngồi xuống đấy các bạn. Đấy, đấy là toàn bộ các cụ đóng bản đấy. Etiaki xong đu mai về luôn, aki đu Dubai luôn đấy. Si si Dubai, tôi sang Dubai. Si si rồi. Aki tôi đu. Tôi sang Dubai. Tôi đu xong vậy à? Tôi xong. Muốn tôi đi gặp nhá. Đấy, ngồi xuống hòn đá đây nha các bạn. Đấy, anh Thạch tính ngồi trên, anh Thạch ngồi được cái bậc này thôi. Oji ove ki para que rubé gunta. Uma coisa que aonde do sonda me fazer depois não tem pera muito. O bruque aqui fica aqui do bairro aqui, fica tipo do montanha, está muito cima aqui. Sim. Então melhor tem de perguntar primeiro do antes de fazer. Ya, we ya pano ku yo ku pulon pheba ku lo non pheno shoba ba jokuti. Ono mo ku ya pano ko hale. O bi ma mo no ku twa ko tu paka po shonda pe tu po mama nya ko hiyenda na wa ite yeto mande. Se po apa pata lo ku ti tu heye la po ni manya ka iba shiko. Mapu di batavera, kuna mama nyamu tali la, ukai nyoka tali la kumbanda.
các cụ toàn nói tiếng tiếng bản địa các bạn. El dice, tem espaço aí onde que não tem pedra, ele é que dá para pôr sonda. É o mais velho pai. Ah, o pai? É sim. Na uge vari wa nongono kapa mueva la uya papa talo kupa kelo sonda. Mwakonda hamu huka maturi na nainati, pata lelo papa. Maina hapa natupunge ipu, opi pata lelo kupakelo sonda. Wakutuwa yenda wala kai wa shimande, yangwa hamu chiringa ngo, ojipepi na wantua weo kukutu yao polako mande, no alunu. Yes. Ya. Komu? Na pakelo ka shimba. Komu? Kia shimba ki. Haa. Aí também não tem pedra. Lá não tem pedra. Não, não é shimba, não. Quando furar aqui, vai furar, vai ficar 30, 40 metros. Mas do baixo não sei nem do baixo tem pedra ou não. E aí, mo quando aí, o senhor aí anda com repepe, anda muito na cunho, não com 30, 40 metros. Há muito corre, o coi bando lá já anda, para gente negar o que vai ser mãe. O juá tira lá veio, por aí capa na pata eu lutou. Nem não corre, então no metro não nem manja aí vai. E aí o hiá de repe, mo quando aí, tio curto não anda bumbo bumbo, e a bumbo cumba há muito bumbo bumbo não anda longe, cam brico rico. Para o juá tira eu lutou, o pata eu lutou a posonda. Itaelo kukalapu hamu yendo no metro emlu no kupopi angozi. Oboka shimbo po mashi akaikohi, akaikohi. Ake yome ande pa hamu konda meneke mbandu na. Ngeno, poka tikaji poku dino no aluni. Langbanlon. Utalele kutuwa. Poka mbu yombo la yowani. Yewa shoma manyo. Ya. Entao pronto, shkuliera un sito wa idapa por sonda. Haa. Đấy, biết đấy là địa hình nằm ở đấy là nằm ở giữa đôi núi nha các bạn, cho nên là đá cũng rất là nhiều, vì là anh em mình cũng đã đi khảo sát một lần ở dưới suối cũng như ở đấy là toàn trên đôi cao, đứng phía trên đây là nhìn được tất cả những cái bản xung quanh đây thôi. Đấy, đấy là cái bây giờ là cũng muốn hỏi cái ý kiến của các trường bản cũng như trường bản cũng như các cụ già đã sinh sống lâu năm ở bản đấy các bạn. Se mesmo aí já consegui se localizar um sítio que dá para pôr sonda, porque já tinha tentado pôr uma cacimba, depois como cavar com a mão não vai longe, água sonda vamos encontrar água e lá é sítio bom, não tem pedra. Ah, sim, sim. Na iluka. Iya, hapo mwopo. Iisho, hapo poka mwopo. Iya, hapo poka mwopo. Haa, uko hima. Iya. Iya, pronto. Ta intendero, disi kia kele sitio pode ser melhor. Iya. Porque uma área boa. Asi. Pode não oferecer la pedra no fundo. Đấy thì bây giờ là các cô cũng đang ban tán và cũng đang thống nhất để đến một cái địa điểm để dành cho đôi thờ để sẻ khoan giếng được sạch đến với người dân bản các bạn. Esiaki esonda du bo vu du vietnamita ke du farese ki bara tu du bai du tu vili de poteng agua limbu bara uza. Ini sepan dulu yang mudi pak pan dulu aku. Kamu yang kau ini, kamu tu dia kita kita kerja kerja koyar aku sen sforsu kita wah iya finansial uno sulado, obrigado. Gaji ma, gaji mana? Olupan dulu nene kuawa na belu nuku tukuat sakono nong konombau. Nono mbongo mbaba belu noko kuli kwa tisa kuyo okubiye kila okutiyo nfe kuno kwa itatinyu. Chidiyo wipuka wimbo kuno katu wimono. Pala hatu jimono jipuka teno nongendi ngombu. Veja wetu kwa tisa kwa naweno kankenda weno mbongo mbaba. Enta ojo atila. Opo kwa wieti nami wetu lingisa uchali wetu letelongenda wetu kwa tisa kwa ngange. Chidiwe pandu liye kwa wala. Đấy, người dân rất là vui mừng và phấn khởi khi nghe được tin là các nhà hảo tâm người Việt Nam đã giúp đỡ bản làng Tu Vi Ly một chiếc giếng nước sạch. Đấy là để cho người dân được sử dụng mà không phải đi ra ngoài suối xa để lấy nước, và nước ở ngoài nguồn suối thì cũng rất là ít đấy các bạn. Đấy, nước mạch thì cũng rất là ít. Thì bây giờ là sẽ cùng các cụ già, cùng bác trưởng thôn, cùng tất cả người dân đấy sẽ đi đến cái chỗ mà các bác đã ban và để xem cái ở chỗ đấy gọi là cũng là trung tâm để cho người dân bản đi đến lấy được không xa cũng không gần đấy các bạn. Dạ, em tao có ra phần mũ lần đấy. Em tao phần mũ lần. Dạ. Dạ, tao có ra phần mũ lần đấy. Vâng, 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 vâng. Está contigo? Sim. Já. Queremos aproveitar porque aqui, amigo, tu lindo está contigo. 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 Amigo, tu lindo está contigo.
Ramaji, tell me, Ramaji. 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 Úi giời, quá đóng rồi, tưởng tượng luôn đấy các bạn. Amigo, tu vil estar contigo. 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 Muita gente aqui. Já, muita gente. Muita gente aqui. Ê, no pau vamos lá. Ở đâu pau? Em không đi? Dạ kì. Dạ kì nế? À. Là chọn địa điểm ở đây anh? Ai, chứ lấy ra điểm đấy đi. Không biết ở đây có cáo ở đấy thì em thấy đừng cái... Ôi em ăn, đấy là giữa cái đôi đấy là nơi các bác cũng như bác trưởng thôn cũng như các trưởng bản, các cụ già trong bản là những người sinh sống lâu năm ở đấy là chọn cái địa điểm ở đấy. Là bảo là ở đấy là cùng ít đá đấy các bạn. Đấy. Ê, thì aqui não tem pedra? Aqui não tem pedra não. Ô, mas vê lùng. E aqui como tá bom ou não? Tem pedra porque já tinha uma cachimba que era assim, antes conseguiu porque a profundidade acabou, chegou a manual e encontrou água depois. Sim. Abandonou-se. Daí lá vi, tem um nome giữa đôi đấy, các bạn. Esse, quando o furacão da é aqui vai 40, 30, 40, esse ano não sei do meio tem ou não, não é quando cavar, é só um outro bate. Sim, mas eu penso que aqui não deve ter pedra no fundo. Ah, aí é? Daí lá, tất cả những người trong bản lá, có tuổi trong bản đấy, các bạn, lá cũng đã nói là ở đấy là cái vị trí tốt nhất. Thì mình giờ bây giờ cùng mình là người mới đến thôi. Thì họ nói sao thì mình chỉ biết vậy. Thì hôm sau là sẽ có anh Tuấn và anh Giang lên là sẽ cùng sẽ tham khảo thêm một hôm nữa các bạn, để là khi đưa máy lên đấy thì sẽ đến đấy là các anh xem cái vị trí đấy có được hay không. Dạ. Yeah. Esing. Điệp bôi. Miloyaki này tao không đấy? Xin Miloyaki. Em tao. Điệp bôi mét quan hùng mét này aqui công máquina. Điệp bôi live. Depois ele vê, depois ele conversa com mais velho, mais tudo esse aqui. Já. A porque ele também sabe, a porque ele tá anda trabalha muito já. Sim, sim. Ele sabe aonde que tem água ou não, aonde tem pedra. Tá bem. Já, o que manjo que tá por aparelho a pouco tá lá. Esse chica não é não, com pedro por o peno mande, o peno mamanha corre. Onde o aculumo com aquela pano com ali, ali mano não cana o hi chica. Já, o que manjo que tá, nanje tu chita ali juma tu gente chamou panga wazi. Já. Dạ, chị bán đủ đi đây, chị bán đủ. Đấy, con gì đây này? Con gì? Cao cao như thế bạn? Đấy, gặp phải vô tù. Các ông là cùng hợp lý em ạ. Bởi vì đây là giống như kiểu trung tâm cái đôi á. Bởi xung quanh là cái xung quanh là khé mà. Là đá chắc có lẽ đoàn vẫn hợp lý, các cô nói là vẫn cô lý đấy. Đúng rồi, thì mình thì lên đây làm, mình lên đây là trước khi khóa này thì mình cũng muốn hỏi cái ý kiến của tất cả người dân bản ở đây cũng như các cụ ở đấy vì sinh sống lâu đấy, vì cái địa hình ở đấy là rất là khó khăn, cho nên là mình cũng muốn là tham khảo trước khi là khoan diện là sạch, vì là đi đường cũng không phải là gần đấy các bạn, cho nên là trước khi lên thì mình cũng sẽ nói với anh Tuấn và anh Giang là sẽ đưa đồ để đi mà nấu ăn đấy các bạn, đưa thức ăn đi để nấu, chứ khoan ở đấy một ngày là không thể xong được, mà về thì rất là xa. Iaki asin oji ove aki para que ve. Então, tudo bairro aqui já e colhe aqui, né? É aqui. Então, eu vou falar com o metre. Para quando ele vai aqui, me arranjar só uma grupo, me arranjar só uma que casa para ir dormir, porque a fazer aqui não é um dia não vai acabar esse aqui. Tá bem. E a Wadi Nechimona, e a Memantica Tumaguno no Mestre Wano, agora eu vou com o Reia. Oi, e a Oyoma está com o grupo de Ajoguia, mas se vê Tangirio Lucas, o papai vai lá, Monda, a Machiponte, Gig. Então, a Tijo de Pandu, a Monda, Wadi Manjuele. Mandiveleta, eu já rindo para não virinda. Há muito tempo nós aqui vivemos, nunca tivemos uma boa água canalizada. Então, eu muito obrigado, temos que agradecer a este povo vietnamita que hoje chegou aqui nos apoiar para cada um de nós beba uma água limpa, também consuma uma água limpa. Não é como essa água que tiramos nos cachimbas, nos rios, nos poços, aquela água estagnada, então, que cria até problema de saúde. Ronongo Jonte Kimolupandolo, né? Muito obrigado para o povo do Vietnã que estão aqui a nos apoiar com estes vossos esforços e vossos fundos que engariaram para vir ajudar esse povo que estava sofrendo, mas nunca bebemos uma boa água e uma água não tratada. Hoje é pela primeira vez que vamos beneficiar este vosso trabalho, essa água tratada. Muito obrigado, muito obrigado. Do Pandu Leva Lionel. Muito obrigado, povo vietnamita.
Đấy thì ok các bạn, thì hôm nay là lên là cùng cho cái vị trí đặc biệt cũng như tham khảo được tất cả những cái ý kiến của các bà trưởng thôn và cùng các cụ già ở bản làng Tu Vi Ly thì đã cho được cái vị trí ở đây. Thì mình sẽ về đặt lịch với anh Tuấn là sẽ lên lịch thì chắc cũng phải tuần sau thì mới lên khoan được. Ok các bạn, thì video của mình hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Chào bạn. Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado, obrigado. Về luôn. Đây những chiếc áo len này các bạn, vừa hôm kia kéo về phá đấy, rất là đẹp. Em xin áo, xin nô vụ đấy. Thực ra. Dạ, về làm sao nhá? Ok. Dạ, chào nhá. Chào. Bên này cũng có Tránh các bạn này. Bên này cũng có. Đấy. Tránh là khổ hệ đứa các bạn này. Đấy. Ở đây cũng khắc nghiệt đấy. Đấy, người dân đang lại Tránh ăn này. Tránh, Tránh. Đấy, khổ hẹo hệ đứa này. Có gì không? Khổ hệ đấy. Cái gì tắt? Dạ tắt quá chứ. À tắt nào cả chứ. Nó tè quá. À đúng rồi, không có nước em. Không còn nước. Đó này. Tránh các bạn, Tránh hỏng hết luôn này. Đi xe đu xe đu xô bà. Tránh này. À xe có tụt dây tê. Rồi Tránh này. Hỏng hết luôn, hẻo hết thôi. Tránh là hầu như là vàng hết nha các bạn. Không sống nổi nữa ấy này. Khổ quá đấy, nằm tựa đôi núi đấy. Đây. Vàng hết luôn. Ủa hết này, Tránh này. Tránh như thế này ấy. Tránh mà để nồi, Tránh không sầu này. Ở đây này này. Vang ngọng hết luôn. Thảo hết rồi, chết đấy. Chắc là khó sầu nồi đấy.